Trong video này, cô sẽ chỉ cho các bạn cách học tất cả các phần PTE, đặc biệt là PTE Reading, mà không bị những lỗi như sau. Học hoài mà không thuộc, học rồi mà làm lại vẫn sai. Bởi vì không hiểu nội dung bài nói gì cho nên chả học được, không nhớ được. Mất rất nhiều thời gian học, cả 3-4 tiếng đồng hồ nhưng chỉ học được có vài câu. Vân vân và mây mây những lỗi các bạn hay gặp phải khi học tủ các phần bài. Vậy thì xem video ngay thôi. Có khá là nhiều lý do khiến cho các bạn gặp phải những cái vấn đề vừa rồi. Đầu tiên thì có thể do các bước học của mọi người chưa thực sự logic hoặc là khoa học. Ví dụ như là từ đó tới giờ chúng ta có một cách học truyền thống, đó là mọi người sẽ ngồi làm bài này, xong rồi sau đó là mở đáp án ra này và mình sẽ cố gắng nhớ các cái đáp án đấy, đúng không? Có ai đang học như vậy không? Và thường thường khi các bạn học như vậy thì cái khối lượng phần cần phải ghi nhớ nó rất là nhiều. Tại vì các bạn học theo kiểu là học nhớ, học thuộc chứ không phải là học hiểu. Đâm ra là nếu như càng nhiều lên, ví dụ như học tầm 5-10 câu thì không sao, nhưng mà khoảng tầm mấy chục câu các bạn sẽ bị tổng hòa nhập ma. Và đến khi mà làm lại những câu cũ là thành ra cũng quên luôn. Hoặc lỗi sai thứ hai khi mà học tủ đấy là các bạn đã cố gắng đọc và dịch quá kỹ nội dung bài. Các bạn dịch từng chữ một thì khi mà làm bài đi, khi mà đi thi á, lỡ mà có một cái đề nào đấy mà có những từ nào không biết là các bạn sẽ cảm thấy là không hiểu được nội dung mà không làm được bài luôn. Kiểu cảm thấy hơi vướng ngứa ngáy gì đấy, mình sẽ không tìm ra được cái ý chung của bài. Nhưng mà cái điều mà mình cần quan trọng đó là gì? Cần tập trung vào những cái từ dễ thôi và chúng ta đoán được cái ý chung của bài, vậy là được rồi mà. Và lỗi sai thứ ba đấy là hoàn toàn thuộc về học vẹt luôn. Đó là các bạn nghĩ, ở bây giờ tôi còn ít thời gian quá thôi, bây giờ không còn ngồi làm bài được nữa, mình sẽ tập trung vào là mình học thuộc luôn, mở đáp án xem xong rồi học thuộc luôn. Như vậy thì còn tệ hơn là cái lỗi sai đầu tiên nữa. Tại vì là mình chỉ có ngồi học thuộc là càng ngày mình càng nâng dần cái khối lượng cần phải ghi nhớ lên. Không có hiểu gì thì sao nhớ được, đúng không mọi người? Và lỗi sai tiếp theo đấy là các bạn không có bước củng cố và lặp lại trí nhớ. Có nghĩa là các bạn chỉ có học một ngày 5 câu, một ngày 5 câu chẳng hạn, nhưng mà sang ngày hôm sau không có ôn lại những câu đã học được trước đó, thì cứ sau một thời gian là các bạn sẽ quên ngay. 1-2 ngày thì còn nhớ được, nhưng mà chỉ cần khoảng tầm 3-4 ngày hay là một tuần thôi, chắc chắn đã quên những câu cũ rồi cơ. Và còn vô vàn những lỗi sai khác. Vậy thì trong video này, cô sẽ phân tích kỹ cho các bạn các cái bước như thế nào gọi là để cho an toàn nhất, giúp cho các bạn học được tủ trong một khoảng thời gian ngắn hơn nhưng mà lại nhớ lâu hơn nhé. Và đương nhiên thì cũng có bạn sẽ phù hợp với cách truyền thống hơn, nhưng mà nếu như bạn nào cảm thấy gặp những vấn đề như đầu video cô đã nói thì các bạn nhớ áp dụng thử những bước sau đây nhé. Bước 1 là chúng ta sẽ xem thẳng vào đáp án luôn và không làm bài trước. Bước này sẽ giúp cho học viên nhớ được đáp án đúng luôn mà chúng ta sẽ không có nhớ đáp án sai. Tại vì mình đâu có làm sai đâu mà mình lại nhớ sai, đúng không? Mình nhìn thẳng vào đáp án đúng và nhớ luôn đáp án đúng ngay lần đầu tiên. Qua bước 2, chúng ta sẽ cố gắng tự giải thích đáp án theo cách hiểu và khả năng hiện tại của bản thân. Bước này sẽ giúp cho học viên hiểu được nội dung chính của bài, dễ liên kết những thông tin ở trong đáp án hơn và cũng như là dễ nhớ những đáp án đó một cách chắc chắn và nhanh chóng hơn. Đồng thời thì khi các bạn gặp câu mới cũng sẽ có khả năng để làm những câu mới đó. Sẽ có nhiều bạn cảm thấy là ơ cô ơi, từ vựng của em khá là ít thì làm sao em có thể hiểu được nội dung chính của bài. Vậy thì khi bắt đầu học, các bạn có thể thử sử dụng cái ứng dụng eJoy. Cô sẽ để đường link download cũng như là hướng dẫn ở bên dưới cho các bạn nhé. Thì sử dụng eJoy này để có thể nắm được cái ý chính, nhớ là ý chính thôi chứ chúng ta sẽ không cố gắng dịch từng từ nha mọi người. Và ngoài ra thì sẽ hiểu được cái từ cần điền, chúng ta sẽ điền từ đó là từ gì, nghĩa của nó ra sao nữa. Và ở trên platform luyện tập PT.2 thì chúng ta sẽ có một công cụ bookmark nằm ở bên dưới góc bên trái của màn hình. Thì mọi người bấm vô để chúng ta có thể lưu lại, đánh dấu lại những câu mà khó để có thể dành lại trong bước thứ 3. Luôn luôn phải ghi nhớ nhé, học hiểu không học vẹt. Ok. Khi sang bước 2, chúng ta sẽ chuyển qua bước 3, đấy là lặp lại và củng cố trí nhớ. Repetition is a must. Không lặp lại không được. Tại vì mọi người sẽ có thể nhớ trong ngày hôm đấy thôi, nhưng sang ngày hôm sau mọi người sẽ có thể quên. Và đương nhiên là mặc dù là học hiểu đấy, nhưng mà sang ngày hôm sau không có sự củng cố lặp lại thì mọi người cũng sẽ quên cái nội dung kiến thức mà chúng ta đã mới học hiểu trước đấy. Vậy thì ở cái bước 3 này sẽ giúp cho các bạn nhớ được đáp án một cách lâu hơn và chắc chắn hơn. Ở một vị trí đáp án thì ngoài cái đáp án đấy ra, chúng ta sẽ còn rất là nhiều những đáp án gây nhiễu khác. Và đương nhiên khi đi thi, Pearson sẽ có thể thay đổi những cái đáp án gây nhiễu đấy. Thì dù như mọi người có gặp đáp án gây nhiễu nào đi nữa mà các bạn đã có được cái kiến thức chắc chắn trước đó, mình lặp đi lặp lại với bản thân mình rồi, thì các bạn vẫn sẽ chọn được đáp án chính xác thôi. Và có một note nhỏ, đó là quá trình này nên được diễn ra tái lại theo ngày, theo tuần, theo tháng, vân vân, để cho những gì chúng ta đã học sẽ luôn được ghi nhớ một cách chắc chắn mọi người nhé. Ví dụ như các bạn mở bài này đi, thì bước đầu tiên chúng ta sẽ thêm thẳng vào đáp án luôn, mở lên.
Đáp án của chúng ta sẽ là survivors provided comments and fatalities. Thì mình sẽ không biết là tại sao nó lại như vậy. Thì mình sẽ cần phải để qua bước số 2 luôn. Đấy là chúng ta sẽ cần phải tự cố gắng là chúng ta explain, giải thích theo cái cách hiểu của bản thân mình, theo khả năng của bản thân hiện tại của mình. Có nghĩa là có nhiều từ trong đây có thể không có hiểu đâu. Nhưng mà bây giờ mình cố gắng thử đọc sơ sơ qua xem mình dùng cái vốn từ hiện tại của mình, xem thử mình hiểu cái bài này như thế nào. Ví dụ, the fall of smallpox, có thể không hiểu smallpox là gì cũng được. It's okay, it's fine. Began with the realization that cái gì đó of the disease. Có nghĩa là cái sự đổ bộ gì đó đi ha, của cái gì đó, thì bắt đầu với một cái sự nhận ra rằng là cái gì đó đang điền một từ gì đó đúng không, của cái disease là một cái bệnh, rồi thì mình có thể suy ra được là cái smallpox này có thể là một loại bệnh đúng không nhỉ. Vậy thì cái từ survivors này là cái người sống sót, vậy thì cái người sống sót của cái căn bệnh này nó sẽ có được cái immune, was immune for the rest of their lives. Nếu như không hiểu immune là gì thì mọi người có thể là mình bỏ qua, mình tập dịch những cái khác trước. Các bạn nên tự dịch trước một lần, tự hiểu trước một lần, xong rồi sau đó các bạn sẽ có thể dùng cái công cụ là eJoy để chúng ta có thể hiểu hơn. Thì khi mà đã cài eJoy vào rồi thì các bạn sẽ có thể thấy là khi bấm vào cái từ đó, bấm đi, thì nó sẽ có một cái hình giọt nước như này. Bấm vào hình giọt nước nó sẽ có hiện ra những cái nghĩa cho các bạn. Còn nếu không, các bạn muốn dịch cả đoạn cũng được thôi, mình có thể bấm vào cái này xong bấm vào hình giọt nước thì nó cũng sẽ có dịch ra. Nhưng mà nhớ là bất cứ một công cụ dịch nào như thế này nó cũng không thể nào mà đúng 100% được, kể cả Google hay tất cả những công cụ dịch khác đều như thế. Cho nên các bạn hãy để làm tham khảo thôi, chứ không phải là chúng ta sẽ ngồi dịch xong bắt đầu cái này nhìn sao ta, dịch từng từ một là có thể không hiểu đâu nha. Chỉ dịch những cái từ chính là được rồi. Ok. Rồi, vậy thì không hiểu immune là gì? Chúng ta bấm vô, chúng ta bấm vào hình giọt nước thì nó sẽ có ra, nó có nghĩa là miễn dịch. Thì là à, cái người mà sống sót của cái bệnh này sẽ có cái sự miễn dịch, sẽ được miễn dịch trong suốt cái quãng đời còn lại luôn. Và nó sẽ dẫn tới cái gì? Vậy thì cái process đằng sau mình sẽ cố gắng mình dịch và mình sẽ tìm cách lý giải phù hợp cho cái thời điểm đó, cho cái câu này của mọi người. Ok, nếu như mọi người cảm thấy là không biết làm sao mà cái nó lại như vậy được, thì nếu như ai đang là học viên của helper hay đang là có trainer hướng dẫn, các bạn có thể hỏi trainer. Còn nếu không thì các bạn có thể là mình thử dịch cái câu đấy ra xem mình có hiểu nghĩa của nó là gì không. Và sau khi mà chúng ta đã hiểu được cái câu này, cái đáp án đó nó như thế nào trong cái ô này rồi, thì ở trong bước 2 này chúng ta nên làm thêm một cái nữa, đó là các bạn hãy thử xem, chúng ta xem các cái đáp án còn lại xem tại sao nó không đúng. Thêm một bước nhỏ này cho cô ở trong bước số 2 luôn, đó là ngoài việc mình dịch xem thử xem tại sao cái đáp án đây nó đúng đi, thì mình sẽ làm tiếp một cái bước nhỏ nhỏ nữa, đó là xem các đáp án còn lại tại sao nó không đúng. Thì ví dụ như các bạn không có giải thích được là tại sao cái đáp án này đúng đi, thì maybe các bạn sẽ có thể thử là giải thích tại sao các đáp án còn lại nó không đúng, thì mình loại trừ ra là chúng ta sẽ có thể tìm đến đáp án chính xác. Ok. Rồi, vậy thì sau cái phần cái bước số 2 này xong thì các bạn sẽ cần phải là chúng ta lặp đi lặp lại cái quá trình này, chứ không phải là ngày hôm nay học 5 câu xong ngày hôm sau cái tôi qua 5 câu mới là tôi không có ôn lại 5 câu cũ là các bạn sẽ bị quên ngay lập tức. Và các bạn thấy có công cụ bên dưới bookmark này nè, bấm vô nếu cảm thấy câu đó nó khó và chúng ta có thể quên, bấm vào thì ở trong cái danh sách này nó sẽ có từ bookmark, bấm vô từ bookmark thì những cái câu trên đây nó chỉ hiện ra những câu chúng ta đã đánh dấu vào thôi, thì các bạn sẽ có thể tự luyện lại những câu khó sau khi mà chúng ta luyện nhiều rồi. Ok. Cô chúc cho các bạn có trải nghiệm học kỳ thi thật là tuyệt vời nhé. Có câu hỏi gì, comment bên dưới cho cô hen. See you.